Báo cáo bí thư có mặt. Đồng chí Ngót, tao bây giờ mới đến. Thú thật là đêm nào em có vài chèn. Hôm nay đến nghe bà con xây dựng cho. Này, uống hơi nhiều hả? Uống hơi nhiều chậm, bà con thông cảm cho. Còn ai chưa bỏ phiếu không nhỉ? Hết rồi đấy. Vâng, xin mời bà con tạm nghỉ 15 phút. Cậu cứ nói cho qua chuyện. Chứ ai chả biết là rồi đảng viên công lại bênh che nhau. Chị mẹ nói hay nhỉ? Các anh lấy tiếng dân chủ, thế là nghiêm minh chứ còn gì nữa. Ai thì không biết, khi bà con đội ba chúng tôi rất tin vào đảng ủy, tin vào ông Cống. Cái đó thì đã hẳn. Càng đấy, là ông Ngót hung hăng lắm, chẳng chịu đâu. Chẳng chịu thì làm gì, ăn không của đội hơn 2 mẫu lúa, lại còn rượu chè be bét. Trong túi hắn lúc nào cũng có rau thơm, hành, tỏi. Hành tỏi thì kệ sát người ta, cái chính mình đánh là đánh vào cái tư tưởng là chính chứ. Gơm nữa, đang vụ cày, cũng phiền phiến đi, để bà con về đi nghỉ, mai còn ra đồng làm việc bà. Phiền phiến là phiền phiến thế nào, để rồi vụ sau, hắn lại ăn dặn thóc của đội à. Hay nhất là ý kiến của bà con, rất gần với dự kiến của thường vụ ta. Đúng, thế mà trước đây nhiều đồng chí cứ ngại, vì sợ phóng tay quá trớn. Thực tế thì bà con ta phân tích rất có tình, có lý. Bác thấy ý kiến thế nào? Nếu đồng chí Ngót không hiểu, sẽ phản ứng mạnh và rồi nói lung tung đấy. Thách đấy, định bỏ làng đi hay sao mà dám chống lại, hả bác? Cứ về thẳng tay bác ạ. Nếu không mất hết tín nhiệm với dân, mà ông ấy lại càng lầm già. Đã đành là như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Thưa bác, có viết lên bảng không ạ? Cứ viết. Thôi ta ra đi. Như thế là ý kiến tôi cũng khác nhỉ bác nhỉ? Lưu đảng 7 phiếu là kìa, sắp tới. Khác quá. Tôi thấy phiếu là tập trung đấy chứ. Tôi xin thay mặt đảng ủy xã chân thành cảm ơn bà con đã nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng đảng bộ và đảng viên chúng tôi. Riêng với 3 đồng chí mắc sai lầm, bà con đã phân tích đầy đủ lý tình, không chụp mũ, không ghét bỏ. Cụ thể là với đồng chí Tiến, đa số phiếu đề nghị phê bình. Đồng chí Trừ cảnh cáo. Còn đồng chí Ngót mắc tội tham ô và sinh hoạt bê tha thì khai trừ lưu đảng. Kéo đóng kịch hay chưa? Tui nhau lừa dối cấp trên, lừa dối đảng. Thế mà lại còn ta cái điều nghiêm minh. Không xong với thằng Ngót này đâu. Yêu cầu đồng chí Ngót giữ trật tự, không được nói năng hàm hồ. Anh Cống này, tôi nói để anh biết nhé. Tội của anh là đáng tội xử bắn đấy. Anh chống cấp trên, anh đi ngược đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Anh chọc hắn chui, ai cũng biết cả. Anh mịt mồm mịt miệng không cho ai nói.
tội của tôi so với tội của anh. Đá bấm gì? Phải giữ mồm giữ miệng cẩn thận. Động đến cống là không xong với dân làng đâu. Tôi đề nghị không cho ngót lấy láo. Tuổi cổ ra ra khỏi cuộc họp. Đúng đấy. Khai trừ đi. Cách chức đi. Rồi sẽ biết tay nhau. Đố. Chú là một đảng viên mà cháu trở như chú, thử hỏi con xứng đáng không? Khai trừ ta ra khỏi đảng để các người ở lại thao hồ làm rơi làm chuột chứ gì. Đảng uy gì các người ăn gian nói dối, quá đường lối, quá chính sách, quá đâu cả đâu. Nhân danh chủ tịch xã, tôi cảnh cáo ông. Ông có muốn tôi gọi dân quân trói gô ông lại không? Gô cổ nó lại. Ra đi, chửi ra đi. Được. Rồi cả lũ chúng mày sẽ biết tay thằng ngót này. Rồi chúng mày biết. Trói nó lại. Đi, tiếp. Anh ạ, anh cho gọi em đấy ạ. Bằng đấy à? Mình đang đợi cậu. Ở chạy cái giống về hả? Dạ. Tình hình dưới đó ra sao? Dạ, vẫn bình thường anh ạ. Anh gọi em có việc gì đấy ạ? Cứ ngồi xuống đây đã. Cậu muốn tìm việc gì? Dạ. Mê tủ sách của anh quá. Sao bằng cốt xoan của cậu được? Bao giờ tổ chức đấy? Đã báo cáo với các cụ chưa này? Dạ, em cũng chưa định nữa. Em cũng còn chờ xem các cụ có chấp nhận con dâu nông thôn không ạ. Cẩn thận nhé. Tốt nghiệp ở trường ra, cậu xin ủy ban nông nghiệp của thành, rồi lại tình nguyện về làm cán bộ tăng cường. Chính cũng vì mối tình thơ mộng với cô Soan phải không? Đẹp lắm. Bí thư sâu sát thế thì ai còn giấu được chuyện gì nữa. Thế mà vẫn có đấy. Chính vì vậy mình phải mời cậu về đây hôm nay. Phần cậu đấy. Có người báo cáo với tôi là thị Hương có khoán. Khoán chui. Sao anh? Cậu nghe rõ chưa? Nhưng ông Cống bí thư cứ một mực chối, không nhận. Cặn mãi thì hứa xin điều tra để phất lần. Cậu có hiểu không? Đây là một vấn đề rất lớn, rất nguy hiểm về đường lối quan điểm. Soan có nói gì với cậu không? Không ạ. Có thể cô ấy cũng bị ông Cống bắt giấu kín. Như vậy thì không tốt. Người cách mạng, nhất là thanh niên, trước hết phải rèn đức tính trung thực. Trung thực với đảng, trung thực trong tình yêu, trong cuộc sống. Nào, uống đi. Vâng. À, sao cán bộ bằng? Chào anh. Về bao giờ mà kín tiếng thế? Hả? À, tránh văn phòng là tôi cũng không biết. Báo cáo có một số việc gấp, em xin ý kiến của anh. Để lúc khác nhé, mình đừng bận. Vâng. Thì nhé. Vì vậy, mình giao cho cậu. Làm thế nào để cô Soan nói ra hết sự thực? Vừa vì việc công, lại cả tình riêng nữa. Cậu Tiềm, bí thư có nhà không đấy? Đang bận có khách. Khách nào nữa? Cậu Bằng. Bằng Soan đấy mà. À, thôi,
lại chuyện ông Cống và Thủy Hương rồi. À, đúng rồi. Cậu đã thấy hết tầm nghiêm trọng của vấn đề này chưa nào? Em hoàn toàn nhất trí với sự phân tích của anh. Liệu bằng có làm được không? Em xin hết sức cố gắng. Vì trong đó còn có cả lợi ích của riêng em nữa cơ mà. Đúng thế, uống nốt đi. Thôi, không nói chuyện công việc nữa. Anh phải tin em chứ. Còn bé bỏng gì mà sợ người ta xui khôn, xui dại. Hôm nay anh thế nào ấy, chung kết thế. Buổi chiều thật là yên tĩnh. Giá như... Giá như sao? Giá như trong lòng được thanh thản. Hoàn toàn thanh thản thế nhau. Anh học ai được cái lối nói văn hóa ấy hả? Em không hiểu. Anh yêu em. Vì em anh đã làm tất cả mọi điều. Nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ vì em. Nếu như em không thành thật với anh, lương tâm và tình yêu chân chính không dung tha sự dối trá. Anh nói gì mà lạ thế? Từ trước đến nay, anh đã thấy em nói dối anh bao giờ không? Anh vẫn là người mà em tin yêu nhất đời cơ mà. Vậy thì anh hỏi thật nhé, Thủy Hương có khoán sản không? Khoán sản là gì hả anh? Là gì á? Là lấy ruộng đất của hợp tác xã chia cho nông dân, khoán trắng cho nông dân, là phá bỏ hợp tác xã ấy. Thế thì không. Sao lại thế thì? Nghĩa là có, nhưng dưới dạng khác chứ gì? Không. Rõ ràng là Soan vẫn cố tình giấu tôi. Thôi được, tùy. Biết nói thế nào để anh hiểu bây giờ? Thức khuya thế con? Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ? Chiều nay bằng nó về, có gặp con không? Có. Hai đứa lại giận nhau phải không? Chuyện trẻ con thế mà mẹ. Thôi đi cô. Con gái là phải dịu dàng, thủy mị. Cô là hay bướng lắm cơ. Ơ ai? Chưa chi mẹ đã trách con. Con sẽ nói cho anh hiểu mẹ.
Ừ, thế là phải con ạ. Một sự nhịn là chín sự lành. Thôi, đi ngủ đi con. Phải nghiêm trị để làm gương cho nơi khác. Báo cáo bí thư, thường vụ đảng ủy Thủy Hương có mặt. Cả thường vụ? À, cả ba. Cả ba người? Vâng. Khá lắm. Được, để xem. Các đồng chí ngồi chờ tôi ở đây, khi nào cần tôi sẽ gọi. Chào bí thư huyện, lâu quá hôm nay mới được gặp bí thư. Các đồng chí định kéo lên huyện biểu tình hay sao mà đi cả ba thế? Biểu tình, bí thư nặng lời quá. Chẳng qua tập thể chúng tôi đến là để bí thư tin và yên tâm hơn. Anh là cáo già lắm, lúc nào cũng nấp sau cái tập thể thường vụ. Nhưng không vì thế mà kẻ chủ mưu được nhận tội đâu. Chủ mưu? Chủ mưu gì ạ? À, chắc bí thư lại muốn nói chuyện khoán ruộng chứ gì. Con ma khoán đã ám ảnh bí thư mãi, thật tội. Anh Cống ạ, khi nghe tin Thủy Hương có khoán, tôi năn nỉ anh nói thật với tôi, anh vẫn chối. Anh còn đưa cho tôi xem cả văn bản nghị quyết của đảng bộ xã triệt để cấm khoán. Nhưng sự thực thì anh vẫn cứ làm. Tôi không ngờ anh tệ đến thế. Thằng ngót là tâu gì với anh? Anh giấu nó ở đâu? Quần đốt mặt, ăn chặn khóc của xã viên bị kỷ luật. Bây giờ lại tìm cách trả thù. Vậy tôi xin hỏi, anh tin tập thể thường vụ chúng tôi? Hay là anh tin cái thằng ấy hơn? Anh Cống, anh đừng vội nóng. Điều quan trọng là đồng chí Ngót đã nói lên sự thực. Ừ, không cần. Sự thực nào? Anh gọi nó ra đây, tôi sẽ nhổ vào mặt nó. Thôi, xong rồi. Mời bác Cống. Anh Đức. Cô Thoan, uống nước đi, uống đi, rồi về cả muộn. Khoan. Về thế nào được? Tôi có thừa chứng cớ anh Cống ạ. Một đồng chí nữ ở Thủy Hương đã thú nhận tất cả với người yêu của mình về việc ở đấy có khoán sản. Đồng chí Bằng, mời đồng chí vào đây. Xoan, Xoan. Anh Nhất, anh chân trái đây. Ôi, 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 ôi,
Phải không? Xin giới thiệu với bác, đồng chí Trần Hà, nhà báo. Bác. Còn đây là bác Tống, chuyên viên, người thầy cũ của tôi. Thôi được, mời bác. Thầy Nhiết này. Chắc của chúng ta cũng nát lắm rồi, hỏng luôn này. À, quên, chưa giới thiệu với nhà báo, con gái tôi vừa học ở nước ngoài về. Anh Yết, anh Đại này, lần này về thăm quê, tôi thấy có hiện tượng đáng lo ngại. Có chuyện gì thế anh? Là bà con xì xào về chuyện khoán sản ở xã Thụy Hương nào đó. Thế ý kiến chị và các cháu thế nào anh? Chính vợ con mình cũng đòi khoán mới chết chứ. Khoán là đúng chứ ba. Đấy, ngay cả cái con bé này chả biết mô tê gì cũng về hùa với mẹ để tấn công mình. Mời các anh. Bác phát hiện nhanh thật, gần đây bắt được thằng Hương cứu tội, lập tức tôi cho dập ngay. Dập là đúng, cái món này dễ lây lan lắm. Khuynh hướng tự nhiên của nông dân là đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nhưng có nỗi ngoại mặt là Thủy Hương đang vươn lên này, năng suất sản lượng tăng này, dân no, nghĩa vụ vượt này, tuyển quân, chính sách hậu phương đâu vào đấy cả đấy. Xin lỗi ạ. Các vị chờ trong một lát ạ. Rất nhanh thôi ạ. Xin phép cho tôi được ghi lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay ạ. Chủ tịch huyện chỉ nói rõ cho rằng phải xét vấn đề trên phương diện lý luận và phải tính chuyện đường dài, anh Đài ạ. Xin cho hỏi ạ, cán bộ ở đấy thế nào ạ? À, chủ nhiệm là một nữ thanh niên trẻ, hăng, bí thư đã đứng tuổi, ở bộ đội về, còn chủ tịch thì hiền lành, chịu khó lắm. Nói cho đúng hơn, chủ nhiệm còn non, chưa có kinh nghiệm. Bí thư sĩ quan về hưu, công thần, còn chủ tịch thì ba phải. Các đồng chí ạ, nếu không cẩn thận thì nguy hiểm ở chỗ nó sẽ phá tán hết tư liệu sản xuất và cơ sở kỹ thuật của tập thể. Nó khuyến khích mọi tư tưởng và lợi ích cá nhân, hỏi còn đâu là quan hệ xã hội thực tiễn nữa. Rồi đây, muốn tập trung huy động quần chúng vào những kế hoạch lớn, vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở nông thôn thì làm sao nổi? Đảng sẽ mất hết sức mạnh. Hay lắm, thế là gặp may rồi, vớ được một đề tài rất hay. Tôi sẽ viết một bài chính luận. Đúng, một bài chính luận đảm bảo tính tư tưởng, tính chiến đấu cao. Chỉ cần xin thêm anh Tiềm một ít số liệu cụ thể. Ấy chết, mọi việc tôi xin qua bí thư, chúng tôi đâu dám tự tiện à. Đúng, 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 đúng. Bác ấy, biết làm thế nào được? Chỉ đề nghị nhà báo đừng nêu cụ thể tên địa phương. À, dân tôi từ trước đến nay tốt lắm, thành tích chống Pháp, chống Mỹ rất anh liệt. Đấy. Chưa chi chủ tịch đã sợ dân đâu. Sợ chứ, dân thì ai mà chẳng sợ nào. Không, không thể thế được, vô cùng nguy hiểm, tai hại khó mà lường hết. Các đồng chí thử nghĩ xem, tình hình này sẽ dẫn đi tới đâu? Liệu chúng ta có còn dương cao lá cờ sau chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh gay go và phức tạp hiện nay? Là ai thắng ai? Vì vậy, để đề cao kỷ luật, huyện ủy đã quyết định xếp đảng bộ Thủy Hương và loại yếu, kém, chưa được xét tất cả đảng viên đợt này. Mặc dù mấy vụ gần đây, các đồng chí đã có những chuyển biến tốt về nhiều mặt, thật vô cùng đáng tiếc. Riêng đồng chí Cống, người chịu trách nhiệm cao nhất, thì buộc phải thôi chức bí thư đảng xã từ ngày hôm nay.
huyện ủy tạm thời chỉ định đồng chí Bằng, một cán bộ trẻ có nhiều khả năng công tác ở ban nông nghiệp thành, về tăng cường cho huyện ta, nay làm bí thư thay đồng chí Cống. Tôi mong rằng các đồng chí quán triệt nghị quyết của huyện ủy, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề. Các đồng chí có ý kiến gì không? Đồng chí Cống có muốn nói gì không? Tôi không có ý kiến gì cả. Thôi được. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Anh phản ứng ra mặt với nghị quyết của huyện ủy. Đúng là tôi chưa thông, nhưng nghị quyết thì tôi chấp hành. Anh Cống à, thực tình tôi rất quý anh. Hồi tôi mới về làm bí thư huyện ủy, anh cũng mới ở bộ đội về. Tôi mời anh ra gánh vác cái khúc treo neo thử thách ấy. Anh hăng hái nhận lời. Và từ đó, Thủy Hương trở thành xã Kha. Bây giờ buộc phải kỷ luật anh, thực tình tôi rất đau lòng. Tôi biết chứ, nhưng ngày ấy anh khác, bây giờ anh sai. Tốt thôi, để rồi xem. Còn đồng chí Soan, tại sao không nói gì cả? Không nói ở đây, nhưng tôi sẽ nói ở chỗ khác. À, ghê nhỉ. Tôi nói thật nhé, ở đây chỉ kỷ luật nội bộ, nhưng tới nơi khác ấy, còn có cả luật pháp đấy. Đồng chí đừng dọa tôi. Anh Nhất, em thấy thật khó xử quá. Thôi, để lúc khác nhé, mình đang vội. Bây giờ thì ông còn nói cứng nữa hay thôi. Ra cứ nghe tôi thì đâu đến nỗi. Nghe bà là thế nào? Là xin một miếng đất ở gần thành phố, xây nên một cái nhà tử tế, làm nơi nghỉ ngơi của tuổi già, và có nơi cho con cháu nó tụ tập. Nhưng ông cứ nằng nặc đòi về quê hương để tiếp tục đấu tranh xây dựng cơ. Thế bây giờ bà thấy như thế nào? À, thì nó sò sò ra đấy. Nhà rách rách nát, ai thân già còm cõi, con cháu thì ở xa, mà ông thì đầu tóc mặt tối suốt cả ngày.
lại còn thêm cái án kỷ luật nữa chứ. Phải hiu nhông sung sướng nhỉ. Cái tính tôi nó thế, không ưa nhàn mà chỉ thích lăn vào chỗ khó. Bây giờ bà gọi đó là cái khó thì cũng được. Ngoài cái lỗi với con, với bà, có thế thôi. Còn với tất cả thì tôi vẫn cứ đúng như thế mới chết chứ. Ông này lầm cẩn thận, cứ ngang như cua ấy thôi. Ông bảo đúng là đúng thế nào? Bà ơi, bà chỉ thấy cái mất mà không thấy những cái được. Bà thử nghĩ lại xem. Cái ngày tôi và bà dắt nhau trở về làng, mọi thứ thì cứ nát như tương bẩn, dân thì đói, chỉ nghĩ đến chuyện bỏ ruộng, bỏ hợp tác, xóm nào cũng có người đi ăn xin. Như vậy hỏi tôi ngồi im được à? Mà cũng từ đó, phong trào từng bước đi lên và được như ngày nay. Dân đã no đủ hơn, đoàn kết hơn, không khí xóm làng ấm cũng vui vẻ hơn. Đảng được tin yêu, nghĩa vụ với nhà nước thì bao giờ cũng đi đầu. Tôi rất mừng, bà con thì rất phấn khởi. Đấy, bà không thấy sao? Được như vậy mà không hiểu. Còn chuyện xảy ra vừa qua, tội đâu phải ở tôi. Ở đời sao vẫn còn những người độc ác thế nhỉ? Đã mất hết thế nào được. Tôi cũng không ngờ gần một đời người xông pha làn tên mũi đạn, lên đông xuống đoàn, không sao cả. Giờ về là vấp phải cọng rơm mà ngã, kẻ cũng ức thật. Tôi chỉ nói cho bà biết là tôi chưa chịu đâu. Ông này hay nhỉ. Ông không chịu thì ông làm gì nào? Sao ông lại dọa tôi? Tôi đâu dám dọa bà. Tôi sợ bà nhất trên đời này rồi đấy bà Cống à. Ta đối với Thị Hương kiên quyết như thế là đúng chính đại. Tôi thấy thế nào? Anh hay có ý kiến ngược lại. Nhiều khi rất khó làm việc. Thì anh còn lạ gì ông Cống và cán bộ đấy nữa. Họ muốn cho dân no nên cố mầy mò tìm cách nào làm ăn tốt nhất và bước đầu có kết quả đấy chứ. Anh tưởng tôi không đau. Tiếc lắm. Nhưng tại sao họ cố tình giấu tôi? Tôi nhớ là họ có trình bày với anh. Nhưng anh gạt đi. Họ đừng hỏa. Các thủ trưởng này giúp họ một tay. Không đẩy em đâu. Cái này khỏe lên. Thôi, chịu thôi anh ạ. Nặng lắm. Nhưng rõ ràng họ sai. Anh thấy đấy. Bước đầu thì có khá hơn trước thật. Nhưng đã đẻ ra bao nhiêu hiện tượng tiêu cực. Trong khi đó, ở trên vẫn chưa có chủ trương gì. Cuối cùng, trách nhiệm lại do hai chúng ta phải gánh chịu. Cái mới thì bao giờ đã hoàn chỉnh lên được rồi anh. Cốt yếu là nó lợi được nhiều. Tôi cũng còn băn khoăn về chính sách cán bộ của anh đấy. Anh định nói là tôi vắt chanh bò vỏ chứ? Không phải như thế đâu, anh Đài ạ. Tôi rất khổ tâm vì anh chưa hiểu đúng tôi. Sao? Cố lên nha! Thành hả đồng chí? Phải, chị hỏi có việc gì? Tôi có việc rất cần, đồng chí cho tôi vào nhé. Gặp ai? Gặp người giải quyết được công việc. Giấy tờ chị đâu?
Tôi vội đi lại không đem theo. Thế thì không thể vào được. Sao khó khăn thế? Nguyên tắc mà. Cuộc họp kéo dài quá. Bác cho cháu hỏi, đồng chí chủ tịch thành phố có ở đây không ạ? Lại kêu oan phải không? Trong cô thế kia còn có gì oan nhất nữa? Cháu không kêu cho cháu, nhưng cháu có việc rất cần, bác chỉ giúp hộ. Cháu ấy kêu ông Đầu Kính chưa không? Có ạ. Ông Tâm chủ tịch thành phố ta. Vâng. Thôi cháu ở lại gặp ông ấy nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Chào đồng chí chủ tịch ạ. Cô là ai? Dạ, là chủ nhiệm hợp tác xã Thủy Hương. Thủy Hương à? Vâng. Sao tôi không nhớ vậy? Nào, có việc gì nói đi. Thưa đồng chí chủ tịch, phong trào của Thủy Hương đang lên rất tốt ạ. Nhưng kỳ này chắc sẽ xẹp và vỡ mất. Vì sao thế? Huyện ủy đã kỷ luật nặng đồng chí bí thư đảng ủy xã và không phát thẻ đảng viên cho toàn thể đảng bộ. Vì lý do gì? Dạ. Vì Thủy Hương có khoán lúa. Khoán à? Khoán lúa à? Vâng. Khoán như thế nào? Nhưng mà tốt chứ? Dạ tốt ạ. Tốt lắm ạ. Mấy năm nay Thủy Hương lên được là nhờ có khoán đấy ạ. Nhưng mà ruộng đất vẫn là của hợp tác xã chứ? Vâng, vẫn là của hợp tác xã. Ai mà lấy được ạ? Xã viên vẫn lao động cho tập thể đấy chứ ạ. Như vậy thì cứ việc làm thôi. Việc gì mà phải bàn nữa. Việc gì có lợi cho dân, có lợi cho hợp tác xã thì cứ việc làm thôi. Ôi, làm sao nổi ạ? Huyện hành hạ đủ tình, đủ tội. Bất kể ra sao, dập bằng được. Đồng chí Yết, bí thư huyện ủy thì bất cứ việc gì chẳng chịu hỏi, chẳng chịu nghe gì cả. Lúc nào cũng có ý kiến phải thế này, phải thế nọ. Cô nói ra vẻ lắm. Chuyện của cô thành ủy đang rất quan tâm. Tôi cũng muốn được nghe thêm. Mời cô lên xe, ta đến gặp đồng chí bí thư. Dạ, còn chiếc xe đạp ạ. Để gửi đồng chí công an kia trông hộ một lát cũng được. Vâng. Đồng chí cho gửi chiếc xe đạp kia nhé. Đó. Bao giờ cháu viết sướng tay như lần này. Cháu đọc nốt đoạn viết và xin bác cho ý kiến. Đọc đi xem nào. Cảm ơn.
tình hình sẽ dẫn tới đâu nếu chúng ta thấy hết ý nghĩa và tính chất của cuộc đấu tranh quyết liệt trong thời kỳ quá độ. Những âm mưu thâm độc của bè lũ phản động Bắc Kinh và thì chúng ta càng thấy tính chất nghiêm trọng của tình hình nói trên. Một tình hình dẫn tới sự suy giảm của kinh tế tập thể, sự phục hồi lối làm ăn riêng lẻ sẽ dẫn đến biết bao diễn biến tiêu cực của nó. Không có con đường nào khác là phải chặn đứng nó lại. Phải tiến hành cuộc đấu tranh tư tưởng không khoan nhượng. Phải dẹp đi tất cả những gì bung ra quá đà, chệch hướng. Bung ra quá đà, chệch hướng. Bác thấy thế nào? Được, được đấy. Cậu bắt vấn đề rất nhạy và biết thích có lửa. Mình ủng hộ. Trong đời làm báo, cháu cũng chỉ mong viết được một vài bài như thế này là mãn nguyện. Này, đánh máy xong, nhớ dành cho tớ một bài nữa nhé. Có chứ à, cháu sẽ dành cho bác 2 bài. Bác ngồi. Bản dự thảo nghị quyết, câu chuyện của cô chủ nhiệm Thuyền Hương gợi cho mình nhiều ý rất hay. Vâng. Mình thấy khỏe ra và rất vui. Rất đúng như ý kiến anh nói. Có thể coi như ta đã nắm chắc được chiếc chìa khóa trong tay rồi. Trước mắt sẽ là những ngày vui hiếm có. Anh còn ngại điều gì? Cũng phải tính đến những lệch lạc dễ xảy ra. Miễn là về cơ bản thì đúng anh ạ. Còn lệch đâu, chúng ta kê đấy. Tôi cũng lo chứ anh. Nhưng gặp khó khăn bất bác thì ta đấu tranh. Có anh chủ trì là tôi yên tâm lắm. Dám làm, nhưng còn phải biết làm. Đôi khi cũng phải biết cách thuyết phục, nếu không vẫn làm việc. Ý anh thế nào? Mình sẽ triệu tập hội nghị thành ủy để sớm ra quyết định. Đúng vậy. Tình hình cấp bách lắm rồi. Trước khi họp, mình sẽ về Thủy Hương và gặp cậu Yết. Vâng. Suốt thời gian qua, vấn đề này làm cho tôi hết sức đau đầu. Hôm nay, xin các anh cho tôi được nói thật, nói hết những suy nghĩ, dằn vặt của mình. Tôi hoàn toàn nhất trí với bài báo của đồng chí Trần Hà. Vì nó có cơ sở lý luận thật vững chắc, đầy sức thuyết phục. Có cơ sở đấy. Tôi đề nghị anh Phúc và anh Tâm cũng nên lưu ý. Tôi đã đọc rồi, đọc kỹ lắm rồi. Cái lối phân tích, phê phán đào to búa lớn như vậy, cũ rồi, cũ lắm rồi. Tôi có theo dõi báo chí văn nghệ ở Trung ương, thấy thái độ hoàn toàn khác hẳn. À, đây. Đây là bài báo mới nhất, ủng hộ và ca ngợi cách làm ăn mạnh dạn, dám tìm ra cái mới. Đồng chí Tống đọc chưa? Tôi xin cung cấp thêm một số thực tế ở địa phương. Ruộng đất bị chia thành từng mảnh nhỏ, do phải làm tham, trâu bò lăn ra chết hàng loạt. Lúa riêng thì tốt, lúa của tập thể như cỏ hoang. Sân kho, chuồng trại của hợp tác xã bỏ lãng phí, hư hỏng. Tôi thấy đau xót vô cùng. Tôi hỏi đồng chí Yết, ở nơi khoán lúa tới người xã viên, diện tích, sản lượng, năng suất có tăng hơn không? Nghĩa vụ đối với nhà nước, với tập thể có làm đúng, làm đủ không? Dân tình có thực sự no ấm, yên vui hơn không? Có chứ gì. Nếu như vậy, chúng ta còn có lý do gì để mà nghi ngờ mặt tích cực của biện pháp mới nữa nhỉ? Theo tôi, đó chỉ là bước đầu và tạm thời. Cần phải xét kỹ đã. Tôi muốn nhắc đồng chí Yết 2 điểm. Biện pháp nào thì cũng phải tính đến hiệu quả kinh tế,
nhằm nâng cao đời sống của dân. Đối với cái mới, ta phải biết nhạy bén và biết trân trọng, tránh thô bạo, làm cho cán bộ không dám gần, không dám nói thật. Không khéo, chính ta lại dội nước lạnh vào phong trào của quần chúng. Xin các anh cứ yên tâm. Tôi không vì lợi ích riêng tư nào hết. Tôi tin chắc rằng, chỉ cần một đêm sau khi nghị quyết ra đời, tất cả những gì chúng ta đã phấn đấu, hy sinh bao nhiêu năm cho tập thể sẽ mất hết. Các anh hãy tưởng tượng xem, nguy hiểm biết chừng nào. Tôi nghĩ khác đồng chí ấy. Đây sẽ là một cuộc bùng nổ cách mạng đáng vui mừng đấy. Alo, alo, cho tôi xin Hà Nội. Vâng, vâng, vâng. Chào các anh. Liên này, các cụ ra đây họp kín chắc là quan trọng lắm. Quái gì, sao giờ này mà cụ Phúc của Tâm vẫn chưa về họp? Ý kiến của anh về dự thảo nghị quyết của thằng cụ thế nào? Tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là vấn đề rất mới. Đúng đấy. Vì là vấn đề rất mới, nên còn phải tranh luận gay go đến các đồng chí à? Tôi đồng ý đấy. Các đồng chí, tôi xin thông báo vì có điện đột xuất mời đồng chí Phúc và đồng chí Tâm về Trung ương để báo cáo công tác nên cuộc họp của chúng ta hôm nay phải hoãn lại. Hoãn đến khi nào đồng chí? Bao giờ họp? Thường vụ thông báo sau. Có chuyện gì quan trọng? Tôi cũng không biết. Tôi có ý kiến. Vâng. Có chuyện gì đặc biệt đề nghị đồng chí tránh văn phòng nói nhỏ cho anh em biết với chuyện. Và tình tôi cũng không biết ạ. Này, thôi anh về cho tôi tại học nốt. Có lẽ về tôi gần hơn. Cháu có nhà không ạ? Ông có đi vắng. Bác nói dối. Bác giấu bác sai cháu ở đâu? Cháu có việc cần lắm. Vào đây, bài giấu tao ở trong này. Đấy. Bác thấy chưa? Bác nhớ nhé. Bác ơi, có bao nhiêu chuyện hay. Thế mà bác định trốn à? Đi đâu bây giờ mới về? Có chuyện gì kể cho nghe nào. Cháu vừa đi lên thành gặp cả chủ tịch bí thư. Các đồng chí đón tiếp rất chu đáo bác ạ. Đi ô tô con. Nghe việc lớn đủ cả. Bác ơi, cháu đã kể hết chuyện của xã mình rồi. À, cháu mua thuốc lào Vĩnh Bảo cho bác đây này. Con này đáo đề nhỉ? Thật không? Hay nói giảng?
Thế cậu mới bảo sao? Vui lắm bác ơi. Khác hẳn hôm lên huyện, các đồng chí rất thân mật, hỏi tỉ mỉ đủ mọi điều mà rất chú ý lắng nghe. Đồng chí chủ tịch thì bênh ta ra mặt, còn đồng chí bí thư thì kín đáo hơn, không nói gì mấy, chỉ gật gù. Cuối cùng các đồng chí nói là nay mai thành ủy sẽ ra nghị quyết, bây giờ về xã thấy cái gì sai thì phải kiên quyết sửa ngay, cái gì đúng tập thể đã nhất trí thì phải mạnh dạn mà làm bác ạ. Bây giờ ta bàn như thế này nhé, coi như chưa có chuyện gì đổi mới, ta vẫn bí mật bảo nhau tiếp tục làm như cũ. Bác ơi, không những thế mà chúng cháu còn bí mật bảo nhau sẽ đưa khoán lên 100%, chứ không phải 40% như trước nữa đâu bác ạ. 100%? Sao chúng mày liều thế? Huyện chả xích cổ lại. Đã tin là mình đúng thì còn sợ gì, có thế mới ăn to, thắng lợi lớn được bác ạ. Còn chuyện cậu Bằng trong này thế nào? Mày cũng phải tranh thủ mà thuyết phục nó. Thôi, còn chuyện ấy cháu sẽ nói với bác sau. Bác Tuấn có nhà không ạ? Chào bác ạ. Vâng, chào anh. Bác cho cháu hỏi, bác ra cháu có nhà không ạ? Ông đi vắng rồi. Bác có biết bác ấy đi đâu không ạ? Cháu muốn gặp bác ấy, có việc cần lắm. Bị kỷ luật, về vườn rồi. Ông ấy đi đâu thì làm sao mà tôi biết được. Từ nay, có chuyện gì cứ xin mời lên xã là tốt nhất. Chào bác, cháu về. Không dám. Quái, sao bây giờ vẫn chưa thấy vị nào đến họp? Chờ bù với trước, cán bộ với sách xuống đến trụ sở, đông như cái gạt xe lực. Rồi họ bỏ hết việc chung cho ta xem. Sao bây giờ thiên hạ họ lại mê cái khoán như thế? Để vào chờ xem. Sao à? Ông biết thừa còn cứ giả vờ. Người ta có sức lại chăm làm, người ta mê là phải. Chỉ có những thằng lười hay dựa dẫm, định chấm mút là ghét thôi. Này, bỏ cái giọng đi. Ông định nói ai? Ông lười thì có. Nếu không đã chẳng thành tên cả làng đặt cho gọi lũng lười. Của đơn cổ trước thì cũng không ngoan, nhưng nay thì khác rồi. Chẳng còn ăn nhờ vợ con, cũng chẳng bê tha giữ chè, đơn lẻ như ai. Có quay đi một hay không? Ê! Ông gì cho mày quay đi một chứ đừng có mà tưởng nhé! Tôi nhìn hai bác, hai bác hãy để cho tôi bán hàng với chứ. Kìa, anh Bí Thư anh đã già đấy. Thế nào bác? Bác đã mời đủ chưa mà vẫn không thấy ai đến cả? Báo cáo đồng chí, riêng chị Soan kêu mệt, xin vắng mặt. Còn những đồng chí khác đều nói là sẽ đến, nhưng buồn buồn một chút. Vậy hả? Bọn họ đang họp riêng với nhau cả đang kia. Thế à? Chào anh bác. Chào bác ạ. Sao lâu nay không thấy anh đến chơi? Dạ. Anh có khỏe không? Thưa bác, dạo này cháu bận quá. Nghe tin Xoan bị mệt. Em nó kêu khó ở. Cháu vào thăm Xoan một tí ạ. Xoan ơi, có anh Bằng lại chơi đấy. Vâng. Anh ạ. Chào anh vào ạ. Vâng. Chào Bí Thư ạ. Mời anh ngồi. Các đồng chí đang họp à?
con đang ốm cơ mà. Vâng, em cũng không được khỏe. Anh Bằng ạ, nghe tin chủ nhiệm ốm, anh em chúng tôi đến sớm, ghé vào thăm. Và đoán biết thế nào anh cũng đến, nên có ý chờ. Thế mà đúng thật. Nhân tiện có anh Bằng, ta họp luôn ở đây, khỏi cho ta trụ sở. Đúng đấy, và tôi coi kiến luôn, được không? Không thể tùy tiện như thế được các đồng chí ạ. Nếu muộn, ta sẽ họp vào buổi khác. Dạ ôi, vẽ chuyện hình thức, cốt là nội dung thế nào? Đồng chí Thuật nói thế nào là hình thức? Họp bàn việc thi hành nghị quyết của cấp trên, mà bạ đâu cũng họp được cả. Riêng cái điểm này đã thiếu nghiêm túc. Nghiêm túc? Vẫn cái tiết mục tập quán chứ gì? Mà tại sao huyện cứ phải ép như thế nhỉ? Hãy khoan khoan, để thu hoạch hết vụ này thì đã chết ai? Làm trái lòng dân nhỉ? Thì đến cám chả có mà ăn, đừng nói gạo. Đồng chí Thuật hay nhỉ? Ăn nói lung tung. Thôi, để khi khác bàn. Bao giờ họp, anh Bằng triệu tập nhé. Các đồng chí đã muốn họp, xin cứ ở lại họp. Tôi về. Thôi, chúng ta tiếp tục cuộc họp. Những vấn đề đã nhất trí lúc nãy, coi như nghị quyết. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề trách nhiệm của hợp tác xã trong khâu quản lý. Tất cả có ý kiến gì không ạ? Ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Vì sao Soan cứ cố tình tránh mặt tôi và không muốn cộng tác với tôi, làm cho tôi hết sức đau khổ. Mong Soan hiểu cho tôi. Thế anh tưởng tôi sung sướng lắm hay sao? Tôi biết Soan cũng rất khổ. Soan khinh tôi, Soan ghét tôi, cho tôi là kẻ phản bội. Tại sao vừa qua tôi không đi nơi khác mà tôi vẫn ở lại đây chịu cảnh trớ trêu này? Vì nó hợp với sự tính toán riêng của anh. Không phải. Chính là vì tôi yêu Soan, tôi không thể nào sống thiếu Soan được. Và tôi hy vọng rằng Soan sẽ nghĩ lại. Tôi tin rằng Soan vẫn còn yêu tôi. Đúng. Nhiều lúc tôi cứ tưởng rằng nếu thiếu anh, có lẽ tôi không sống nổi. Soan, thế thì tại sao chúng ta lại cứ hành hạ và làm khổ nhau mãi hả em? Vô lý. Không thể như thế được. Soan ơi, em hãy cứ tin ở anh và đừng trừng phạt anh nữa. Thôi, anh đừng nói nữa. Anh đi đi. Anh hãy sống và nghĩ thế nào mà anh cho là đúng. Tôi sẽ làm tất cả những gì để Soan hiểu tôi đúng hơn, để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Soan cứ tin là như thế. Đấy, muốn biết có còn khoán hay không
Xin anh cứ chỉ liếc mắt qua cánh đồng một lượt là thấy ngay. Tôi thấy rồi. Đồng chí Thuật có ở đây không nhỉ? Kìa, đấy. Ra ta đấy đi. Vâng. Vất vả. Vất vả. Vất vả. Vất vả. À, chào bí thư. Bí thư sâu sát quá, ra tận đồng kiểm tra kìa. Đồng chí Thuật lên cho tôi gặp một chút nào. Vâng, tôi lên đây. Vắt vào. Vắt vào. Vắt châu vào. Lại cả ông ngót dẫn đường nữa kìa. Không. Tình cờ tôi gặp bí thư ở đây thôi. Thế cậu nói chuyện với nhau nhé. Vâng. Những cái que cắm ở khắp ruộng kia nghĩa là thế nào? Đồng chí Thuật nhỉ? Tôi cũng chả biết xã viên nội cái thích cắm lăng nhăng để làm cái gì. Đồng chí đừng nói dối tôi nữa. Những hàng que này để thay cho những bờ gió trước đây. Còn cung cách làm ăn. Đồng chí xem kia. Rời rạc cá thể. Có khác gì ngày xưa không? Người già và trẻ nhỏ cũng phải ra đồng. Trông nhếch nhác quá. Còn đâu là phí thế. Là tính ưu việt của chế độ tập thể. Chắc cái kẻ báo giờ làm việc của đội năm cũng mất rồi nhỉ. Đấy, bà con thế làm thế là có lợi. Và tận dụng hết được lao động thừa. Kể cả đồng chí bí thư nữa chứ gì. Thế là rõ. Chiều nay đồng chí đến trụ sở gặp tôi nhé. Đồng chí đã rõ cả rồi thì cần gì phải gặp tôi nữa. Mà tôi không quen cái lối hách dịch của cấp trên như vậy. Tôi yêu cầu đồng chí phải có mặt. Rồi muốn nói gì thì nói. Tao nói cho chúng mày biết. Tao tố cáo đấy. Đấy. Tao phát đơn kiện đấy. Thì đã sao nào? Đứa nào làm gì tao thì làm rồi. Đấy. Mày hả? À, em. Tao đi. Ông ngót mà đã đỡ quá rồi thì có đứa chết. Tao chấp chúng mày đấy. Ông ngót có phải tay vừa đâu. Pháo đi. Thế nào hả bác? Để tao. Ây xoay đọc đúng. Pháo. Pháo đi. Chơi hả? Kia dân làng đang đánh nhau. Chào anh. Tôi vừa mới ở đội năm về. Đã lại xảy ra chuyện gì? Sao? Nghe nói cậu làm ăn khá, có triển vọng đứng đầu huyện vụ này kia mà. Cho hỏi luôn nhé. Ước tính nộp nghĩa vụ bao nhiêu nào? Khoảng 770 tấn đó. Khá. Khá lắm. Hơn hẳn thời ông Cống rồi. Không nhưng gì hết. Cậu làm cho tôi một bản báo cáo thật cụ thể, nêu thật tỉ mỉ nguyên nhân thắng lợi chủ trương dập khoán. Rõ chưa? Nhưng anh biết ạ, chết nỗi ở đây vẫn còn khoán nguyên.
người ta khoán ngay trước mũi tôi, vẫn còn khoán nguyên. Vô lý, tôi không tin. Ác thay, đó lại là sự thật. Sự thật 100%. Thôi, cậu đừng nói nữa. Cậu hữu khuynh rồi, có cả mẹ thống chuyên chính trong tay mà chịu thua. Thôi được, tôi đặt giả dụ là cậu đánh giá sai và mọi thắng lợi đều do chủ trương dập khoán rồi thì sao? Không có cơ sở thực tế. Tốt nhất là cứ để các đồng chí đây tự nói ra xem. Đến nước này chắc họ cũng chẳng giấu làm gì nữa. Tôi cảm thấy trong bộ tham mưu của thị Hương còn có cả chánh văn phòng huyện ủy đấy. Cây muốn làm gió chẳng được. Cứ làm rõ vụ đánh nhau hôm nay tôi sẽ ra hết. Anh Công, anh định phục hồi cho chiếc diều của làng này đấy à? Nếu được như thế thì càng hay chứ sao. Tôi chịu anh đấy. Anh Cống ạ, qua vụ kỷ luật vừa rồi, tôi tưởng anh sẽ kiện cáo. Anh sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Vậy mà tôi đến nhà, anh vẫn tiếp đãi tôi thật chân tình. Tôi đã về hưu, còn ham hố gì nữa. Anh kỷ luật tôi thế nào thì mặc anh. Nhưng là một đảng viên, tôi vẫn phải nói. Tôi còn nói cho tới khi nào anh nghĩ ra. Thì anh cứ nói. Đúng là trước đây tôi có giấu anh, nhưng biết làm thế nào. Một bên là đời sống của dân, còn một bên là anh. Nhưng anh lại là một con người. Một con người làm sao? Một con người chỉ thích mệnh lệnh mà không lắng nghe. Tôi thì ít lý luận, nhưng chắc chắn là Trung ương cũng chỉ mong cho dân no đảng mạnh. Đường lối là do Trung ương, nhưng cụ thể thì phải có chúng ta thực hiện và đóng góp vào. Anh cứ xuống xã lắng nghe ý kiến bà con, khác sẽ biết đúng sai ở chỗ nào. Anh tưởng tôi không biết à? Tôi biết Thủy Hương và một số xã khác vượt lên đứng đầu huyện trong mấy vụ liền là do có khoán. Tôi còn biết canh định ăn to hơn nên đã đưa khoán lên 100%. Đúng không anh Cống? Đúng. Nếu anh nhận ra nguyên nhân thắng lợi của Thủy Hương thì tôi rất mừng. Nào. Cảm ơn anh vì những lời nói thẳng nói thật với tôi. Nhưng tôi không mừng đâu, mà còn lo thêm. Các anh các chị coi trời bằng vung. Thôi, chào anh tôi về. Ôi trời ơi, sao tôi chóng mặt thế này. Ôi trời ơi,
Hay quá. Có cả bí thư, cả chủ tịch đây rồi. Mày có chuyện gì trên kia? Vâng. Báo cáo với hai anh là ông Cống với bố con thằng Thuật cậy thế cậy quyền nước kiếp đánh đập em thế này đây. Em nộp đơn lên huyện, các anh xét xử cho nhà em. Đâu, em? Đau lắm. Sao ông giải quyết ở xã mà phải lên đây? Anh cũng không phải tên vừa đâu. Chết, sao anh nói thế? Em muốn hiền lành, các anh còn lạ gì? Chủ tịch, chủ nhiệm là chúng nó bênh nhau, chúng nó là về hòa với nhau. Thế các anh, thế cho nên là em mới phải đến đây. Anh Đại à, hôm xảy ra việc này, tôi cũng có mặt ở xã. Đấy, hai anh xem cho. Đề nghị cứ chuyển đơn của anh Ngót sang công an huyện xử lý. Vâng. Ta sẽ có ý kiến sau. Với đám này không thể nhu nhược được. Anh cầm giấy. Dạ. Thế này là cứ nộp thẳng công an huyện. Ừ. Vâng, thế xin phép hai anh. Chào hai anh. Họ tên? Lê Văn Cống. Tuổi? 59 tuổi. Nghề nghiệp? Đại úy, cấp bậc trung đoàn phó trước khi về hưu. Nguyên bí thư đảng ủy xã Thủy Hương. Có tiền án chưa? Chưa bao giờ. Ông có nhận ông là chủ mưu vụ án tụ tập quần chúng đánh người làm mất trật tự an ninh ở xã Thủy Hương này không? Không có chuyện ấy, hoàn toàn bịa đặt. Ông có nhận vì hiềm thù với ông Ngót đã tố cáo các ông bí mật chia ruộng đất cho nông dân, phạm tội phân tán tài sản xã hội chủ nghĩa, nên đã cùng tên Thuật gây ra vụ hành hung này phải không? Hai chuyện ấy không hề liên quan gì với nhau. Thôi được, ông ngồi xuống. Bà con ơi, ông Cống và ông Thuật bị bắt rồi. Vừa rồi con dân khu huyện đoài. Chẳng hai ông mới lên trên đấy rồi. Vừa rồi đấy mà. Đồng nuôi thế nào hả bác ạ? Vừa mới bị bắt. Bác biết ông Cống bị bắt vì lý do gì không ạ? Vâng, lý do gì lắm đấy. Ờ, ai biết được. Kẹo. Chắc là thằng Ngót không qua đây. Rồi anh sẽ biết tay rồi. Ngồi về đây đã đi. Các bà chưa biết chuyện gì à? Chuyện gì theo ông ạ? Gì ạ? Ông Thuật và ông Cống bị bắt lên huyện rồi. Bác ơi, sao lại vô lý thế kia chứ? Thế thì vô lý lắm. Người ta có tội tình gì mà bắt người ta kia chứ? Chị ơi, em không thể tin như vậy được. Mà bà con là mình phải làm như thế nào sao chứ? Này này, phải như thế được nhỉ? Các cô làm gì mà lắm mồm thế? Phải để yên mà nghe chứ. Nhưng mà không tin. Biết đầu đuôi câu chuyện quý đường mà lần chứ. Đầu đuôi xuôi ngược gì? Chính tôi đánh thằng Ngót. Thế đấy, ông Ngót. Nó lại đi vu vào cho ông Cống. Ừ, đáng lẽ ra là huyện phải bắt tôi. Đằng này lại bắt ông Cống. Thích ông Cống. Thế thì đúng là người ta bị bắt oan rồi. À. Ai mà chịu được. Ôi dào ơi. Cũng chỉ tại ông gây ra cả thôi. Bà này ăn nói hay nhỉ? Bà chẳng hiểu cái gì cả. Đây là vấn đề quan điểm. Nó còn chống khoán, còn đánh. Nó là cái thái gì? Tôi cháu về chẳng muộn. Cháu thật cũng không ngờ sự việc lại xảy ra đến như thế này. Bác bảo cháu phải làm gì bây giờ? Tình hình còn có thể xấu hơn đấy. Không dễ gì phân biệt được đúng sai ngay. Cháu phải bình tĩnh, cứng rắn. Mình lo cho dân, làm theo ý đảng thì không có gì đáng ngại cả. Thôi cháu về. Cháu bác gửi lời thăm và cảm ơn bà con nhé.
Alo, công an huyện đây. Đồng chí Yết đây ạ. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Báo cáo đồng chí, công việc vẫn tiến hành theo chỉ thị của đồng chí. Nhưng tôi thấy không được, chưa đủ chứng cứ để ta xử lý về việc này ạ. Đây là toàn bộ hồ sơ biên bản về vụ Thủy Hương đấy. Tôi đề nghị anh cho hoãn cuộc họp này lại. Tại sao? Thế này anh biết ạ. Tôi thấy cách đối xử của anh về việc khoán ở xã Thủy Hương và các đồng chí ở đó thiếu chín chắn, không có tình nghĩa. Buộc lòng phải làm như vậy, chẳng có cách nào khác. Vậy tôi xin phép được vắng mặt trong cuộc họp đó. Anh Đài ạ, nếu anh chưa nhất trí, chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận. Nhưng anh phải có mặt. Đừng để mọi người hiểu rằng giữa anh và tôi, chúng ta kèn cựa, mất đoàn kết. Đúng tôi... không anh? Mệt lắm. Anh để tôi suy nghĩ đã. Anh Đài này, tôi yêu cầu anh nhất thiết phải có mặt đấy. Ở huyện ta vừa xảy ra một vụ án. Bên ngoài tưởng chỉ là chuyện hành hung, gây rối trị an thông thường. Nhưng thực chất đằng sau lại là vụ phá hoại nghiêm trọng đường lối chính sách, vi phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. Kẻ chủ mưu ở xã Thủy Hương đã bị bắt giữ. Mọi thủ tục đang tiến hành để truy tố trước pháp luật. Chúng ta cần phân tích, lên án, rút ra bài học. Không để bất cứ nơi nào trong huyện ta xảy ra như ở Thủy Hương nữa. Bây giờ, huyện ủy mời các đồng chí nghe báo cáo về vấn đề này. Đề nghị các đồng chí trật tự. Nào, bây giờ các đồng chí nào hỏi hoặc có ý kiến thì không nào. Tôi xin có ý kiến. Thủy Hương đang khoán lúa đến người lao động. Các đồng chí đều biết ruộng đất của Thủy Hương đồng chua, nước mặn, rồi bão lụt, mất mùa liên tiếp. Tôi chắc các đồng chí không quên. Các đồng chí cứ nhớ lại xem, mấy năm liền xã tôi đói rét cơ cực như thế nào. Không những không đóng góp được gì cho nhà nước, mà cả xã phải cúi đầu xin huyện cứu đói. Xã Thủy Hương chúng tôi lúc nào cũng bị xếp vào yếu, kém nhất huyện. Nghĩ mà buồn và xấu hổ. Khi ấy, đồng chí Cống, người mà gần
mà các đồng chí biết không? Cái người mà được cả xã tin yêu ấy đã bị kỷ luật, bị hành hạ, rồi sắp đưa ra tòa. Vì tội gì? Tội đã làm cho cả xã no ấm mà. Về cách làm khoán thì có nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau. Riêng đồng chí Yết thì phản đối kịch liệt, thậm chí không muốn nghe nhắc đến tiếng nữa. Đúng vậy. Và bây giờ vẫn thế. Ở đây có ai nghi ngờ truyền thống yêu nước của người dân Thủy Hương không? Có ai nghĩ rằng người dân mà bốt đồn Tây không lùi, B-52 cũng không sợ? Mỗi gia đình đều có 1-2 người lính và liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước. Lại có thể đi con đường nào khác là chủ nghĩa xã hội? Vậy mà những người đó đã phải làm dấu. Có đừng có sung sướng gì cái cảnh làm chui không? Bởi vì bà con và cán bộ cũng đồng tình. Còn đồng chí Yết thì ít xuống xã. Nếu xuống luôn sẽ thấy ngay thôi. Tóm lại, chuyện là như vậy. Tội của chúng tôi là như vậy. Ý kiến của chúng tôi là khoán chỉ là một biện pháp mới, còn cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa. Nhưng tôi xin hỏi đồng chí Yết, là một người cán bộ đảng viên, có cần phải quan tâm đến đời sống của dân, lo toan đến tóc cơm, manh áo của dân hay không? Có dám tin, có dám dựa vào dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hay chỉ dựa vào những khuôn mẫu có sẵn? Sợ cái mới như sợ ma, không nhìn thấy hoặc cố tình không nhìn thấy sự thật hiển nhiên. Nói hay như thế sao chúng ta lại ngồi im hả các đồng chí? Vỗ tay đi chứ. Xin báo tin vui để các đồng chí biết là Thường vụ Thành ủy đã chính thức ra nghị quyết về việc thực hiện khoán sản phẩm lúa tới người lao động. Chưa có một nghị quyết nào của Thành ủy lại được hàng triệu quần chúng đón chào và triển khai nhanh đến như vậy các đồng chí ạ. Thường vụ nhiệt liệt biểu dương một số địa phương, đặc biệt là Đảng bộ xã Thủy Hương của huyện ta đã dám mạnh dạn sáng tạo, góp được nhiều kinh nghiệm thực tế để xây dựng nghị quyết. Thưa đồng chí chủ tịch, có hai cán bộ của xã Thủy Hương đang bị bắt vì chuyện khoán đấy ạ. Có đúng thế không, anh Yết? Anh Đài. Báo cáo đồng chí đúng. Thế thì quá lắm. Tôi không tưởng tượng nổi. Tôi yêu cầu cho tôi được gặp họ ngay. Vâng. Đồng chí chủ tịch thành phố mới về, cần làm việc trước với huyện ủy. Mời các đồng chí nghỉ. Khi nào họp tiếp, chúng tôi thông báo sau. Anh Tâm à, tôi xin bà lấy ý kiến. Anh Yết này, đừng vội nóng mà mất khôn đi. Cần phải hết sức nghiêm khắc với mình mới mong sửa chữa được sai lầm chứ. Vâng. Vâng.
Bác Cống, chú Thuật, bác có khỏe không ạ? Mọi việc đều tốt đẹp cả bác ạ. Chú Tâm phải không? Trời, anh Cống, thủ trưởng Cống của tôi. Vậy mà đã hơn 20 năm rồi cơ đấy anh nhỉ. Trông anh khác quá. À, các đồng chí ạ, đồng chí chỉ huy cũ của tôi đây. Cùng nằm xa Lim Côn Đảo với nhau từ năm 53 đấy. Dạ, mời tất cả các đồng chí về phòng khách ạ. Vâng, mời anh. Anh tệ quá thật. Anh làm loạn cả huyện, cả xã lên. Phen này phải trị cho anh một trận. Là cái oan thị kính nữa. Sao? Tôi ngẫm ra trường hợp nào cấp dưới cũng có lỗi và đáng trách cả. Hay thật. Giữa chúng ta ngày càng sâu. Son là người đúng. Còn tôi... Không phải vì thế. Vậy còn vì sao? Hồi đó, tôi tưởng anh nhận được thư, anh sẽ hết giận tôi. Ai ngờ. Tôi nghĩ làm như thế để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Tôi đã khổ tâm, đã day dứt rất nhiều vì hành động ngu ngốc của mình. Vậy thì chúng ta còn gì để mà nói với nhau nữa? Tôi cũng nghĩ như thế. Anh cứ nói. Mẹ bảo, có đêm Son vẫn khóc thầm một mình. Mẹ tôi nhầm đấy. Không. Mẹ bảo Son cũng giống mẹ, không bao giờ yêu lần thứ hai. Các cụ cổ rồi, con gái bây giờ khác. Son. Tôi chỉ xin Son nhớ cho một điều. Tôi vẫn yêu Son như xưa. Như xưa à? Đấy chưa phải là tình yêu. Mà anh mới chỉ yêu anh thôi. Son không thể tha thứ cho tôi được. Không một người con gái nào lại muốn yêu người con trai chỉ vì lòng thương hại.